bình luận bóng đá Chelsea, Real Madrid, HAT siêu sao mang tên Benzema tứ kết cúp C1, Chelsea, Real Madrid, lượt đi vòng 1 phần 8 tứ kết cúp C1. Trận đại chiến trên sân Stamford Bridge sẽ biến thành sâu diễn riêng của Karim Benzema. Quá hiểu nhau, Chelsea và Real Madrid đều nhập cuộc rất coi mở ngay sau tiếng còi khai cuộc. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên thuộc về Real Madrid ở phút thứ 10 với pha xử lý và dứt điểm dội sáng ngang của Vinicius. Chỉ 5 phút sau, The Blues đáp trả bằng cú sút phạt hiểm hóc của trên buộc thủ môn quốc toa phải đổ người cản phá cứu thua cho đội khách. Trong một thế trận ăn miếng trả miếng, bàn thắng đến như một tất yếu. Chỉ trong vòng 3 phút từ 21 đến 24, một mình Benzema ghi liền hai bàn thắng bằng đầu đưa Real Madrid vươn lên dẫn hai không Nhưng 5 phút trước khi hiệp một khép lại, Harvard sẽ đánh đầu rút ngắn tỷ số mang lại hy vọng cho Chelsea. Tuy nhiên, ngay khi hiệp hai mới bắt đầu chưa được một phút thì hàng thủ Chelsea đã mắc sai lầm. Thủ môn Mendy băng ra khỏi vòng cấm phối hợp với Rudiger nhưng Benzema đã cúp được bóng trước khi dễ dàng dứt điểm tái lập cách biệt hai bàn cho Real Madrid. Bị dẫn bàn, Chelsea dồn lên tấn công tìm kiếm bàn gỡ. Phút 69, Lukaku có cơ hội ngon ăn nhưng trong tư thế không ai kèm, tiền đạo người Bỉ lại đánh đầu cận thành đi chệch cột sọc trong găng tấc. Những phút còn lại, The Blues tạo ra thêm một số cơ hội nhưng đều không thể thắng được sự xuất sắc của thủ môn quốc toa. Trung cuộc, Real Madrid đã đánh bại Chelsea tỷ số 3-1 ngay tại Stamford Bridge. Với kết quả này, thầy trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti dường như đã đặt một chân vào bán kết cúp C1 mùa này. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.